Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đang quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Tuấn Lưu Organ, một kênh YouTube chuyên biệt về dạy đàn organ miễn phí cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mọi trình độ theo cách dễ học nhất do Thạc sĩ Tuấn Lưu là người trực tiếp hướng dẫn. Trong video ngày hôm nay, tôi giới thiệu tới quý vị một phần rất là hay ở trên cây đàn SX700 hoặc SX900 mà nhiều quý vị mới mua đàn, quý vị chưa biết cách khai thác, quý vị chưa biết nghe cái gì, làm cái gì trên đàn. Thì nó có một cái phần nó gọi là phần demo, cách nghe cái demo của từng cái tiếng ở trong cái đàn này, để tiếng gốc của nó đánh như thế nào, để chúng ta nghe chúng ta có thể bắt chước theo. Nó rất là hay và nhà sản xuất người ta đã làm rất là công phu, nhưng quý vị sẽ không biết mở ở đâu. Thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách mở. Nó có cái phần demo của từng tiếng một, ví dụ tiếng piano này, quý vị chưa biết cái tiếng này đánh như thế nào thì quý vị ấn vào cái chữ demo này, trên nó có chữ demo bé bé hình cái loa này. Ví dụ thế, hoặc là sang một cái tiếng này, tiếng upright piano này. Rất hay, hoặc là tiếng về piano điện này, dynamic này. Hay không quý vị? Hay lắm, tiếng họ đánh hay lắm. Hỏi demo cho mình nghe, tức là họ đánh mẫu cho mình để mình biết rằng cái tiếng này thì phải đánh theo kiểu nào. Bởi vì cái đàn organ là đàn bắt chước lại tất cả những cái đàn trên thế giới, cho nên là mỗi một cái đàn nó có một cái cách đánh đặc trưng. Một lát nữa tôi mở sang tiếng guitar quý vị cho thấy. Ví dụ đây tiếng đàn upright piano này. Đây là tiếng đàn grand piano này. Đấy, rất hay, và có tiếng nhạc gia này. Đây là pet 2, pet 3. Ta nghe một tiếng, ví dụ tiếng này chẳng hạn này. Ta đánh trên phím cũng thế. Ví dụ như thế, hoặc tiếng khác là nghe thử này. Hay lắm. Tiếng này nghe rất thú vị. Quý vị cứ ngồi bấm hết này nghe. Người ta nó đánh từng tiếng một kỳ công lắm. Chỗ này nó lên đến mấy trăm tiếng cơ. Tôi sang phần guitar chẳng hạn này. Nốt guitar này. Quý vị nghe nha, ví dụ concert guitar này. Thì mình đánh thì mình chưa biết đánh kiểu gì, thì mình vào đây mình nghe người ta đánh cho mình nghe này. Rất hay, guitar khác này. Rất hay, tiếng khác này. Đó, để quý vị biết từng cái tiếng một. Ví dụ tiếng string guitar này mình đánh như nào. Nhưng mình chưa biết là người ta đánh như nào, mình sẽ nghe thử. Rất hay đúng không ạ? Hay lắm. Đó, là tiếng thật đấy. Tôi ví dụ sang cái phần phần choi, phần tiếng 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 âm thanh vocal này. Đây. Tiếng trẻ con, tiếng vocal của trẻ con. Pop này. Rất nhiều, sang đây tiếp tục còn nhiều tiếng nữa. Wow.
Đấy ạ, tiếng như thật luôn. Rất hay. Hoặc sang đây nè, tiếng gì đây? Các cái tiếng nền ấy, xa xăm ấy, mà nhiều khi ta nghe trong cái nhạc phim ấy, thì đây là chính tiếng này này. Đấy, tôi ví dụ này. Đó, tiếp tục bên này rất nhiều. Nhiều lắm. Các phần tiếng trống này. Các loại trống, quý vị chỉ cần ấn vào cái demo hình cái loa này ra hết. Tất cả tiếng thử cái tiếng accordion này. Nhiều lắm, tiếng hát này, blue hát này. Đấy, như vậy là cái phần demo của cái phần tiếng này, quý vị cứ lưu ý cho tôi là kích vào tiếng này và có mỗi một tiếng nó có một cái nút demo ở đây, thì quý vị chỉ cần chọn là nó sẽ chạy cho quý vị nghe. Quý vị có thể chọn ở đây hoặc ngay bên này cũng được này. Đây string này. Đấy, cái đàn này rất là tiện. Đây, tiếng ở bên này có hết này. Chọn luôn đây cũng được. Nhiều, quý vị có thể tùy biến. Và chỉ như thế thôi, với phần demo và cái phần demo phần nhạc và cái phần demo của từng cái tiếng này để quý vị tìm hiểu, tôi nghĩ là chắc là phải mất vài buổi tối quý vị nghe và nó rất là thú vị. Thì đây cũng là một cái phần mà tôi nghĩ rằng trong cái đàn này nó có và quý vị nên khai thác. Thì trong cái video này tôi giới thiệu một chút như thế để giúp cho quý vị khai thác thêm cái đàn của mình, để quý vị biết thêm về nó. Nó có nhiều tính năng hay vô cùng và dần dần mình khai thác dần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của Tuấn Lưu Organ. Khi quý vị mua một cây đàn organ SX700 hoặc SX900 tại Tuấn Lưu Organ, chúng tôi cam kết sẽ bán cho quý vị ở mức giá hợp lý nhất tại thời điểm quý vị mua và vẫn dành tặng cho quý vị 9 loại phụ kiện hữu ích. Và một điều quan trọng nữa chúng tôi muốn gửi tới quý vị, đó là khi quý vị mua một cây đàn, còn gì tuyệt vời hơn là cái người bán đàn lại là người có kinh nghiệm về chơi đàn organ, có nhiều năm kinh nghiệm hiểu về đàn. Và khi quý vị mua, quý vị học đàn, quá trình quý vị chơi, quý vị không biết, quý vị có thể điện thoại hỏi Tuấn Lưu Organ. Chúng tôi sẽ tư vấn, giúp cho quý vị, hướng dẫn quý vị cách chơi đàn, thậm chí những thắc mắc trong quá trình đệm hát, tất cả những cái gì về đàn organ. Thì đây là những cái ưu việt mà Tuấn Lưu Organ mong muốn chúng tôi cung cấp cho quý vị theo cách chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi là những người chơi đàn, những người hiểu về đàn, những người nghiên cứu về đàn,
những người có nhiều năm kinh nghiệm đi biểu diễn, chơi được tất cả các thể loại nhạc. Và chúng tôi sản xuất được âm nhạc, sản xuất được tiếng, sản xuất được style. Chúng tôi đi sâu và chuyên sâu vào phối khí thu âm. Chính vì thế mà chúng tôi có đủ kiến thức để có thể giúp cho quý vị nếu như quý vị cần hỏi. Đó là những cái ưu việt mà khi quý vị mua đàn tại Tuấn Lưu Organ, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.